Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tới. Hôm nay là mình đang chờ Dũng Nguyễn để chuẩn bị đi đi đâu nhỉ? Đi các bạn biết mà cái mà gì nhỉ? Dạ khó nhỉ. Các bạn biết cái mà bên nước ngoài mà họ hay kiểu cho lên cái bàn xong rồi họ test cái xe, họ kéo max số 1, max số 2, max số 3, max số 4, max số 5, max số 6 xong rồi xem tốc độ bao nhiêu xong rồi xem kiểm tra động cơ các thứ không? Đấy, mà nó lại ở trong phòng ấy. Cái đấy gọi là chạy dyno cho xe. Thì ngày hôm nay mình sẽ, thật ra cái đấy mình chỉ xem trên clip thôi, còn thực tế thì mình chưa biết nó như nào. Thì hôm nay ở trên mình có biết một địa chỉ ở trên Hà Nội. Hình như là cửa hàng này là cửa hàng đầu tiên mà kiểu chạy dyno cho anh em ở Hà Nội ấy. Đó, mình sẽ qua đấy. Và bây giờ mình sẽ qua chỗ Long Cấn nhá. Anh em cùng di chuyển. Sắp đến chỗ Long Cấn rồi các bạn ạ. Ui, không quay à? Giờ để quá nhiều YouTuber trong một nhóm rồi không được. Hỏng hết, mất hết nghề các bạn ạ. Lạnh quá. Mày đi găng tay không cần phải buốt hết tay. Hôm nay Hà Nội là nó chỉ khoảng tầm 8 độ các bạn. Rất là lạnh. Bạn nào thích cái lạnh có thể ra Hà Nội. Mình mới đi Sài Gòn một tuần về thì lâu không được chạy xe nên nó rất là nghĩa. Được. Đấy, hôm nay là mình không phải đợi Long Cấn nữa, mọi khi ra đây đợi nó phải tầm 10 20 phút. Có mất tiền không? Vâng. Mất tiền thì không phải lên đây xem thái độ như nào. Thôi, nếu mà mất tiền thì em không đi đâu. Này, mày vào, có mẹ mày kiểu đi. Hả? Có mất tiền thì mày đi. À thế thì cứ lên đi, phải mất tiền anh trả cho được chưa? Cứ anh bao vậy, anh bao đấy. Dạ, được chưa, ok chưa? Trông này chắc lắm, giàu nhưng mà chắc lắm. Ừ. Phải là không mất tiền đâu các bạn ạ. Giờ lại muốn ăn không thì không làm mà muốn có ăn thì như nào đúng. Thì chỉ có ăn Hôm nay rất là lạnh nhưng mà vẫn phải đi. Nhưng thật ra lạnh như này đi xe nó quái.
không mất tiền. Bảo không mất tiền cái chạy vãi đái thật. Đúng rồi. Cái cơ đái. Bảo không mất tiền cái chạy vãi cơ đái. Thua. Thua anh Long. Đây hiện tại thì mình đang có mặt tại cửa hàng LT9 Performance các bạn nhá. Đây là cửa hàng xe của anh Long Tàu. Các bạn vào tham quan. Đấy. Ở Hà Nội thì chắc ở cửa hàng này là mình thấy nhiều xe đến độ và sửa bảo dưỡng các kiểu rất là đông. Đấy. Bugatti đây, R6 Dũng Nguyễn này. Đấy, Bugatti rất là nhiều. Đấy. Harley, ui nhìn mấy con Harley này khủng, kinh khủng luôn các bạn nhìn. Đấy. Nhìn trong chiến không? Nhìn nó có cái đuôi ghê không? Ấy, trông. Trời, Harley Davidson rất là đông. Đấy, trong nhà thì rất là nhiều xe. Thật sự là ở Hà Nội mà mình thấy cửa hàng của anh Long Tẩu là nghe chuyên nghiệp nhất. Đây là cái phòng đái lô này. Thì thử mở ra xem có mở được không. Ui, khóa rồi các bạn ạ. Chắc là khóa bên trong rồi. Lát nữa vào chạy đái lô mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Và mình sẽ hỏi những cái mà mình không biết về cái đái lô. Mình thật sự là mình không biết là cái đấy để làm cái gì. Mình cứ thấy nó đặt lên bàn ấy, kiểu cho xe lên bàn, nó bắt đầu kiểm tra sức khỏe, bảo cắm dây, cắm dùng vào như kiểu là cấp cứu ấy. Đây, đây chính là cái phòng dyno. Là nữa là xe mình sẽ được đưa lên đây và khám. Thiết kế một cái phòng này chắc là cũng phải kinh khủng đấy các bạn nhỉ. Ống dẫn khí rồi ống các kiểu ống ủng bàn này. Bàn này chắc là để xem thông số. Đây là chiếc 848 Evo này, Ducati. Con này là con độ tâm huyết của anh Long. Trời ơi, đẹp vãi chưởng luôn. Mình nói thật là những ai mà kiểu nghiện xe rồi máy móc đi vào đây á, ngồi đây chơi cả ngày cũng được. Thật sự là mình không biết là cái này nó để làm gì. Nó cho lên đây để làm gì. Chắc là nhiều bạn cũng thắc mắc như mình. Nhưng mà mình thấy bên nước ngoài nó lại cho đến đây xong bắt đầu giằng dây các thứ, nó giữ hết xe lại xong bắt đầu nó kéo bít hết ga hết số xong đổ bạc bồ khe lửa hấp dẫn nữa các bạn. Chờ anh Long đến mình sẽ hỏi kỹ hơn. Xe mình bắt đầu giờ lên bàn mổ nhá. Đây là mình phải lên đồ bảo hộ các bạn nhá. Đây là gồm cái gì? Máy lọc khí và cái khó chịu và cái tai nghe. Đây là để cách âm. Bây giờ mình sẽ vào trong.
Đây này là biểu đồ ấy thôi, biểu đồ xăng gió thôi, em chưa không chạy hết ga. Đấy này, nhìn thấy này, thấy không? Đây, cái của Long đây, thấy không? Cái em màu gì? Đỏ. À, cái em màu đỏ. Ừ, cái em gần đường ấy hơn nhỉ? Đúng rồi. Tháng ngon, xăng gió tốt hơn. Đấy, đây là của lần 2. Đấy. Đấy, ngon không? À. Quá ngon. Đây, mã lực tối đa đây, sau cái xe Long đây. Đấy, xem 174, của Long 173 mà. Trăm, nãy em thấy Long của Long 173 mà 173. Hơn gọi là hơn một mã. 174. Ừ. Ok. Đây, sau lại phải tao rồi. Xăng gió của em là ngon của Long đúng không? Ngon. Đấy, phải là gió. 173 174. À, đấy, tới là xanh 174.43 à. Long 173 174. Nói chung là như thế là bằng nhau. Bằng nhau. Vì máy 1-2 mã lực nó cũng không kiểu quá khác biệt đâu. Chờ tao người kéo. Ừ. Không, anh kéo như nhau hết. Anh không kéo. Anh kéo bàn 100 lần với 1. Đấy, đây là so chạy với cùng tầm công tiểu. À, thì xe của tới là đỏ. À, đấy, nhìn hơn xe Long một tí. Đấy, xe Long một tí ở đoạn đầu này. Bảo sao em kéo phát vượt nó ngay. Hơn Long khoảng tầm 112 đến 124 là gần chục ngựa đấy. Còn con của Long thì lại chạy sâu hơn. Ok, nói chung hai xe rất là ngon. Duyệt 174 với 173 là hết tầm rồi. Độ kinh lắm mới được 180. Thôi chạy lát được. Flat rồi, xe tới bây giờ là 112.5 xăng gió rồi, flat chả lên được gì nữa. Đấy, đấy, xe em chưa flat đâu. Xe em flat thì tới xe tới tuổi gì. Đây Long phải flat đi nhá. Cái dây sắt để cắm vào bôi để làm gì anh? Đo xăng gió. Đo xăng gió, à, giờ mới biết. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là anh Long Tẩu nhá. Đấy, tẩu có nghĩa là cái tẩu hút nhá, không phải tẩu thoát nhá. À, nó vẫn là chữ tẩu đấy còn gì, đúng rồi, nó vẫn là tẩu ấy, không phải như tiếng tẩu hồi xưa đâu, lại tưởng là tẩu tẩu thoát. Bây giờ em muốn hỏi anh là cái dyno mà là mục đích chính là nó để làm gì? Dyno ấy thì nói chung là giống như lớp học ấy, thì dyno là cô giáo, nghĩa là dyno để chấm điểm. À, đấy, thế thôi. Nghĩa là dyno chỉ để đo, không làm được gì thêm cả. À, đấy, nghĩa là chỉ lên để đo thôi, còn map mủng ấy là phải dùng một phần mềm khác. À, nghĩa là thí dụ như xe của tới mà flat rồi ấy là phải dùng một phần mềm khác. À, sau đấy dựa vào dữ liệu đo thì mới chỉnh để tao cho được cái ra mã lực tốt nhất. Rồi, đấy, nghĩa là cái dyno ở trong thí dụ trong lớp học chẳng hạn nó chỉ là giáo viên thôi. Rồi, còn mình là học sinh, cái công cụ để map ấy là cái cây bút, còn cái xe là quyển vở. Đấy, rồi, cao điểm hay thấp điểm thì là cô giáo là công tâm rồi. Đấy, còn lại do mình tất cả những khác. Tức là vừa lấy là chỉ là để lấy thông số thôi đúng không anh? Đúng rồi, chỉ lấy thông số thôi. Chứ không phải là để chỉnh sửa hay nâng cấp gì cả. Không chỉnh sửa được gì ở trên bàn dyno hết, bàn dyno chỉ để đo. Đấy. Ví dụ một lần đo này thì anh chi phí mình phải trả là khoảng bao nhiêu anh? Nếu mà đo thì 1 triệu một lần thôi. 1 triệu? Bất kỳ xe nào một lần. 1 triệu một lần. 1 triệu một lần thôi. Còn map là phải đắt hơn đúng không anh? Map thì 10 triệu. Map đó? Ừ. 9 đến 10 triệu. Đấy, tùy loại. Còn nếu mà có công cụ để map sẵn thì rơi khoảng 4 triệu tiền công map. Đấy, riêng công thì khoảng 4 triệu, còn cái 9 triệu, 10 triệu kia 6 triệu là tiền đồ. Đấy, thí dụ như xe tới làm 9 triệu thì 6 triệu là tiền đồ, 3 triệu là tiền công. Rồi. Đấy, thì đấy, nó chỉ thế thôi. Nó cơ đấy, okay, chủ yếu là tiền đồ. Còn các bạn cũng phải, anh em phải hiểu ấy, là map này không phải là lên xe cắm cái USB và là chỉnh được đâu. Rồi. Nhà sản xuất người ta sẽ khóa hết cái ECU đấy lại, bởi vì là anh có thể map được cho cái xe này hỏng. Hỏng thì có nghĩa là mình được đi bảo hành. Đấy, nhà sản xuất người ta sẽ hành hoàn toàn tránh những chuyện đấy. Người ta sẽ không cho mình động vào. Mình phải có những cái sự đồng ý của nhà sản xuất, mà hay còn gọi là một cái file gốc, file nguồn. Đấy, thì cái file đấy nó trị giá một vài trăm đô một lần cho một xe. Đấy, thì mình phải nạp cái file đấy vào thì mình mới chỉnh được, và có những cái công cụ giao tiếp rất là đặc biệt với cả cái ECU. Chứ không phải là cắm USB đâu, USB trên ECU làm gì có gì mà cắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Muốn chỉnh không phải là đơn giản đâu. Nó là một cái rất phức tạp. Ok, thì em cảm ơn nha. Nhưng mà hôm nay của em chắc là không mất tiền anh nhỉ? Ừ, hôm nay thì gói của tới là đợt trước là flat là có chạy. Thì hôm nay mới chạy. Đấy, thế thôi. Còn được rồi, cảm ơn anh nhá. Hôm nay em xe mạnh hơn thằng Long một mã này, vui rồi. Đúng rồi. Xe là một mã thôi. Xăng gió đẹp hơn. Thế là vui đấy, rồi. Còn vừa vãi. Thôi cứ mã của em nha. Ok.
thì vừa rồi là quá trình mà mình chạy Dailo cho chiếc ZX của mình. Anh em nào mà muốn chơi xe ở khu vực Hà Nội nhá, hoặc ở đâu cũng được, muốn chạy Dailo có thể lên qua anh Long Tẩu nhá. À, còn một cái nữa nhá, đấy là mỗi bàn nó sẽ ra một thông số khác nhau. Đấy, ví dụ như là xe của em mà lên một cái bàn khác nó có thể lên 200 cơ. Đấy, đấy là nó là thông số để tham khảo. Từ cái thông số đấy, quan trọng nhất là tăng gió. Tăng gió mà chuẩn ấy, thì mã lực là tối đa. Đấy, thế thôi. Chứ không phải là xe bàn của mình 200, bàn của mình 174 lên bàn khác 190 là mình map yếu đâu. Cùng từ điều kiện này chạy lên bàn khác có thể nó khác. Đấy. Còn là bàn trơn hay không trơn, rulo mòn hay không mòn, cách anh chạy kiểu gì và rất nhiều những thứ khác nữa cơ. Đấy. Thì so thì cứ cùng một hệ quy chiếu trên máy đấy, cùng một máy dyno là được. Dạ. Đấy, kiểu thế. Ok. Đấy, là thứ kỹ thuật mà. Anh em nào mà thích xem mấy kiểu thông số kỹ thuật độ xe khủng khiếp có thể qua kênh anh Long nhé. LT9 Performance. Mình sẽ để link dưới mục mô tả cho anh em. À, một phòng này anh làm cũng mất nhiều tiền lắm. Cái máy dyno này. Máy dyno là khoảng gần 1 tỷ. Còn và tất cả những thứ mà để phục vụ cho nó như gió, điện các thứ mất khoảng 150 triệu nữa. Khoảng 1 tỷ 150 triệu. Cỡ đấy. Chưa tính xây, con người. Con người à? Con người thì hàng trăm triệu đô, 10 tỷ không mua. Đấy, cho bạn xem lại cái phòng một lần nữa nhé. Đấy. Nhưng mà những ông nào mà nghiện xe cộ các thứ vào đây kiểu sườn nhìn thấy nhiều đồ xe cộ máy móc các kiểu cle bỏ lết tua vít rồi đã sướng rồi. Về anh nhá. Ừ, cảm ơn anh nhá. Chào anh nhá. Ừ, đi đó. Nhá mày có hôm nay được tối đi nhá. Đi nhá. Về nhá, nhẹ ra thôi nhá. Chắc là phải... thôi. Công an trường nó... Công an vào gõ đầu anh. Ôi, mình dừng clip đây thôi. Bây giờ mình về thôi.